Hello cả nhà, xe đạp Sức Bãi xin chào. Hôm nay thì mình lên ba con xe thể thao ha, ba con xe thể thao Touring. Hiện tại mình đang về, đang còn ba con ha, bán hết rồi còn ba con nè. Ba con xe này thì là nguyên zin hết 100% ha, độ mới của nó là tầm khoảng từ 85% đổ lên, tất cả đều là nguyên zin. Một con Merida, một con Jam và một con Momentum. Con Momentum này thì nó nằm ở trong biên chế của Jam ha anh em, tức nghĩa là công ty con của Jam á. Đó là cái con màu đen cuối cùng trong á. Bây giờ mình sẽ đi từ con trước đi. Thứ nhất là con Merida này, hôm trước mình có giới thiệu một clip rồi á. Thì bữa nay mình còn 3 chiếc cho nên mình tổng hợp lại cho anh em ha, dễ lựa. Ai thích chiếc nào lấy chiếc đó. Con Jam này là size S ha anh em. Con Jam này là size S nè. Còn con Momentum này không biết size gì nữa, để hồi vô coi coi. Còn con này là size 42 hay gì nè. Đó, con Merida 2 thắng đĩa ha, 2 thắng đĩa cơ. Màu khá là đậm ha anh em. Merida nguyên zin rất là đẹp. Đây. Tất cả đều là xe zin hết nha. Đây. Ha. Đó, thì anh em có thể coi lại cái clip cũ của mình đăng, mình có để mình có đăng rồi á ha. Đây thì mình quay sơ lại cho anh em coi thôi. Màu của nó là màu nho nha anh em ha, màu nho chứ không phải là màu đen đó, cũng không phải là màu tím. Cái nước sơn của nó rất là đậm nè anh em, thấy không? Cái nước sơn zin của ta nè, thấy chưa đó. Hai thắng đĩa cơ, con xe cực đẹp luôn. Hôm trước có anh kia anh trả giá em mà em chưa bán đó. Chưa bán, còn tới nay trả giá chưa được giá nè, chưa đủ tiền cà phê nên là chưa bán được. Đó. Xe thì rất là đẹp nè, đồ 38 nha, con này là đồ 38 nè, xài cụ đề anh tốt ha, tay bấm xả. Đây. Nè. Còn rất là ngon, đồ đạc là ok hết. Đây, mình quay cái mé bên đây cho anh em coi ha. Cây sườn của nó rất là độc ha anh em. Ở trên đây nó vuốt nè. Nó vuốt từ nhỏ xuống lớn dần này ha. Tem Merida cũng đẹp nữa nè ha. Xe đẹp. Đó, ba con xe này là nguyên zin mà đẹp hết rồi anh em. Không hiểu sao mà xe đẹp lại không bán được. Đẹp mà zin nữa ha. Đó, thắng đùm, thắng đĩa cơ nè, thấy chưa? Đây, thắng đĩa cơ. Đó. Rồi, ok, mong em thứ hai là em Jam Escape R3 ha. Ba con xe này là xe nhôm hết nha nè, nhôm hết. Đây. Con Jam này thì cũng cực kỳ đẹp, đồ đạc cũng là nguyên zin, cũng là tay bấm xả đồ 38, xài củ đề Shimano Antut. Đây. Đó, Shimano Antut này nè. Xe S nha, đây xe S nguyên zin. Đó. Jam. Đó. Đồ 38 đều đẹp. Nói chung mấy xe này mình quay hết rồi. Đây mình quay lướt lại cho anh em coi ha. Đó. Được thì chốt. Có chạy ở đây xíu đây ha. Đó, nhưng mà không đáng kể. Tổng thể xe thì quá đẹp. Ba con thể thao. Này con em nào coi được hộp nhãn chốt thì mình bớt tiền cà phê ra ha. Lấy lọc cuối tuần còn ba con ha, bán hết luôn. Để về xe máy ha nè. Còn đây là con Momentum nè. Con Momentum này thì cũng đẹp xuất sắc.
đó, cũng là đồ 38 tay bấm xả luôn à. Tay bấm xả vậy thôi chứ đòi sao nữa, mới cáo luôn nè, thấy chưa nè, những cái con ốc của nó còn màu luôn nè anh em, chưa đó, những con ốc của nó còn màu luôn, quá mới so với quy định. Con này không biết sai gì. Đây. Sai 46 nha anh em. Tầm 1m65 là đi đẹp. 1m7, 1m60 đi cũng được ha, nâng cốc yên. Ba con. Con này thì full đen. Đen từ đầu tới đích luôn. Chuyên bán xe đạp tại Nhật đó em. Rồi ok. Ba con. Một Merida, một Zen và một Momentum. Đó, ai chốc hôm nay thì mình sẽ bớt tiền cà phê ha. Bớt tiền cà phê so với cái giá hôm trước mình báo á. Rồi ok, xe đạp Nhật Bãi xin chào, hẹn anh em một clip kế tiếp, một con xe kế tiếp.